Hôm nay mình giới thiệu với mọi người hang động thạch nhũ Natural Brick Cavern tại thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Đây là một hang động rất là hoành tráng và tự nhiên nhất, đẹp nhất của bang Texas và cũng như của nước Mỹ. We go to the carpet and now we get a natural place. Là một cái hang động mà giống như là cái hang động của đây. Thì họ có những cái quầy đổi vé cho mình. Office. Khi mà mình vô cafe nó sẽ kêu mình get right here. Đây những cái có những người họ sẽ chỉ dẫn mình cặn kẽ vào một cái tour là vào giờ trưa. À, các bạn thấy giá vé đây. Nếu mà các bạn mua online thì rẻ hơn được 10 đồng. Đây những cô sale rất là dễ thương. Chúng tôi đi vào trong cái dịp lễ đầu của Giáng sinh. Và khi ở đây thì có những món ăn. Hello guys. Đây là gian hàng The Gift, đồ lưu niệm. Thì mình thấy được những cái những loại đá họ lấy từ khai thác từ cái động lên, chẳng hạn như là thạch anh hồng màu thô, thạch anh vàng, mấy năm không vô đây những cái đá mà loại thạch anh đen rất là giòn, những loại đá người ta kêu mà đá thiên thạch đó, rồi thạch anh trắng, thạch anh tím, đó khi mà họ mài ra nè các bạn, họ mài ra quay hình thịt tím nè đó. Mình thấy là cái màu nó rất là đẹp ha. Và cũng có đá họ nhuộm màu rồi nữa. Nên mình thấy cái đá rất là đẹp. Đá này là do những cái rễ cây họ làm thành lâu năm tích tụ thành đá, thì có những cái sắn bông rễ cây. Thấy đẹp quá không? Rồi đặc biệt có một loại đá nữa là kêu là đá kim châm. Loại đá này nó có nhũ vàng. Cái loại đá này là loại đá mà giống như để cho con nít họ tối mà ngủ mình giật mình đó. Là mình mai vào cái bao mình để lên trên đầu nằm. Quá đẹp phải không mọi người? Rất là đặc biệt, đặc trưng. Có màu xanh nữa nè.
ổng xây cái tường như thế này để họ giữ được cái đất xung quanh không có bị trồi sụp. Đây là cái sự tự nhiên của những cái phần này đã vùng ở trong này. Hang động thạch chủ Latro Brick Garden tại thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Đây là một hang động rất là đẹp, tự còn giữ được nét đẹp tự nhiên và hoành tráng, ở độ sâu khoảng chừng 180 feet so với mặt đất độ sâu nhất. Được biết là cái hang động này được phát hiện do 4 sinh viên của trường Đại học Mary, thành phố San Antonio. Do một cuộc dã ngoại, họ phát hiện ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1960. Và sau đó 4 năm thì được cấp phép vào ngày 5 tháng 8 năm 1964 bởi chính phủ của bang lúc đó là Tổng lý trưởng John Connally. Và cái hang động này được tính là có niên đại khoảng hơn là 8.000 năm tuổi. Hang động rất là rộng lớn và hoành tráng, và người ta sử dụng thêm những cái đèn LED tạo trên hai thành lối đi của hang động để tạo nên được cái độ lung linh và huyền ảo của hang động càng sinh động hơn. Họ vẫn tạo cho mình một cái lối đi bằng thẳng nhưng vẫn giữ được cái vẻ hoang sơ và vẻ tự nhiên nhất của cái hang động, và không có, mình thấy không có chỉnh sửa hay là họ tàn phá những cái hang động nhiều nhất. Người Mỹ thì lúc nào họ cũng thích những cái gì thật là tự nhiên, thật là sinh động và ở mức độ là phải là tự nhiên nhất. Những cái hình thù trên bước đường đi của mình, trên lối đi của mình rất là đẹp. Chẳng hạn như đây là hình của một chú rùa. Những cái giọt nước ở trên trần vẫn rơi xuống lưng của chú rùa đến bây giờ, vẫn tạo ra được cái hình thù rất là đẹp và rất là tự nhiên nhất. Ngoài ra thì mình nhìn kỹ trên những cái cột đá hoặc là trên những cái lối đi của mình trên hai thành đá thì mình sẽ thấy được những cái hình bông hoa, hình mặt người, hình những mường tượng ra những cái hang động với những tiên ông, tiên bà. Cái đó là theo cái cách nhìn của mỗi người, hoặc là những cái ống hút, những cái những ly nước, tất cả những cái gì mà mình thấy mình mường tượng ra rất là đẹp, rất là tự nhiên, mà có thể nó là cái cảnh nó giống như cái cảnh là cảnh tiên động. Những cái bông hoa và tạo nên do nước nó nhiễu xuống tạo những cái xoắn ốc, những ốc đảo, mình thấy nó từ cái góc ngách hoặc là những cái chỗ riêng nó có những tạo những cái thạch nhũ riêng biệt khác nhau hết. Và rất là hiếm hoi khi mà mình tham quan được cái hang động này, vì mình đã ở San Antonio rất là lâu rồi, nhưng mà nay mới có dịp là để mình được đi tham quan. Tại vì mình cũng biết được đây là những điểm du lịch nổi tiếng của tiểu bang Texas, của thành phố San Antonio. Tất cả những du khách họ đến đây từ các tiểu bang khác, họ muốn khám phá những cái tự nhiên về cái hang động, trong cái hệ thống hang động của trên đất nước của Hoa Kỳ, thì đây là một trong những hang động đẹp nhất.
vừa thấy qua đó là một cái hố rất là sâu, là cái hố đó nó sâu thẳm xuống dưới luôn, người ta chưa có sử dụng hết cái công năng cũng như chưa khám phá ra được. Mình quay hình bằng cái iPhone 11 của mình thì ở mức độ mình chỉ có đem lại cái độ sáng rõ nhất là ở nhất thời như thế này thôi. Hy vọng là những cái video sau thì mình có thể mình cố gắng mình sử dụng bằng cái máy camera chuyên nghiệp hơn để mình quay có thể ở chế độ 4K để cho nó đẹp sắc sảo hơn, để cho mọi người chiêm ngưỡng những cái tác phẩm tự nhiên mà mình có được trong cuộc chuyến du lịch của mình cùng với bạn bè. Đây là cái trần, là trung tâm của cái hang động này. Mình thấy giống như một cái khối bê tông người ta đúc và người ta đổ nó trên cái trần đó, giống như một cái ceiling tròn rất là đẹp, rất là tự nhiên, giống như là một cái nhân tạo. Và được tính là cái trung tâm của hang động này là ở ngoài nó có thể là rộng bằng một cái sân vận động nhỏ. Khi mà mình vào trong cái hang động này, mình thấy giống như là một cái mê cung. Các ngóc ngách, các hình ảnh ẩn hiện, những hình phù thủy, những vị tiên, những cái cột, những cái mái ngói, đình, chùa, tất cả các cái theo cái người Á Đông mình suy nghĩ thì nó rất là đẹp. Vì ánh sáng ở đây á, thường thường người Mỹ họ sử dụng nghiêng ánh sáng, mà chỉ có ánh sáng một màu là ánh sáng màu trắng, trắng nhẹ, cho nên mà người ta không có đánh để tạo cho những cái cảnh rùng rợn như chẳng hạn như những cái hang động khác là phải tạo ở khắp nơi trên thế giới, là họ tạo những cái ánh đèn màu, bảy màu khác nhau để tạo cái sự rùng rợn của cái hang động. Nhưng mà đặc biệt người Mỹ ở đây họ làm cho mọi người được thấy rõ được những cái sự đẹp đẽ, tôn lên những cái trụ cột của những cái cột thạch đó, nhũ nó rất là tự nhiên, rất là đẹp một cách tinh tế nhất, cho nên họ chỉ dùng một cái ánh sáng màu trắng để họ đánh lên trong cái hang động này, cho nên mình nhìn rất là rõ, rất là từng chi tiết ngóc ngách. Đâu đó mình đi vào trong cái mình nghe những cái hốc như thế này, những cái tiếng nước nó chảy rí rách là mình nghĩ nó vẫn còn ở độ sâu rất là sâu, và vẫn còn có những cái sông ngầm nhỏ. Khi mà mình đi trong mùa này thì mình thấy nó không phải là mùa nước chảy hoặc là mùa bão, mùa mưa, cho nên nó cũng khô ráo. Và khi mà họ mở cửa cái hang động này, họ cũng mở theo cái mùa, những cái để bảo vệ cho cái sự an toàn cho khách du lịch đến tham quan. Mến chào các bạn, video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Xin hẹn lại cái video kế tiếp để mình làm những cái cuộc hành trình để cho mình chia sẻ cho các bạn những cái gì mà đẹp nhất ở mình đã đi qua trên đất Hoa Kỳ này.